Không bàn cãi gì nữa cả, Messi là huyền thoại số 1 lịch sử bóng đá. Sau rất nhiều tranh cãi, câu hỏi ai là huyền thoại số 1 lịch sử bóng đá? Cuối cùng cũng đã có câu trả lời sau màn lên ngôi của Argentina tại World Cup 2022. Vâng, chúng ta có thể dõng dạc mà nói rằng đó chính là Lionel Messi. Trước vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, giúp siêu sao 35 tuổi giành trọn vẹn toàn bộ danh hiệu ở cấp đội tuyển và câu lạc bộ. Messi đã vô địch World Cup, Copa America, Olympic và Finalissima cùng Argentina và đoạt mọi danh hiệu ở cấp câu lạc bộ cùng Barcelona. Có thể nói, ở tuổi 35, Messi chơi kỳ World Cup rực rỡ nhất sự nghiệp. Số 10 của Argentina in dấu giày vào 10 bàn thắng ở World Cup 2022, ghi 7 bàn, kiến tạo 3 bàn. Anh trở thành cầu thủ ghi bàn hoặc kiến tạo trong nhiều trận World Cup nhất, ra sân nhiều trận và nhiều phút nhất, đeo băng đội trưởng nhiều trận nhất, có số bàn thắng và kiến tạo nhiều nhất, cũng có số trận ghi bàn đồng thời kiến tạo nhiều nhất lịch sử giải đấu. Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần đạt danh hiệu xuất sắc nhất World Cup. Sau 8 năm, từ 2014 đến 2022, World Cup chứng kiến hai phiên bản Messi đều xuất sắc, nhưng tiền vệ số 10 của hiện tại là phiên bản hoàn thiện và gai góc hơn. Trên con đường chinh phục vinh quang, Messi từng bị dè bỉu, so sánh khi đặt cạnh vinh quang của những cầu thủ khác. Anh luôn bị so sánh với Maradona bởi chưa vô địch World Cup như người tiền bối. Nhưng với chiếc cúp vàng World Cup 2022, người Argentina đã thực sự có riêng cho mình vị thánh thứ hai. Bởi không chỉ vô địch, Messi còn gồng gánh tập thể Argentina tựa như Maradona năm nào. Cuộc đua ai xuất sắc hơn giữa Messi và Ronaldo cũng gần như đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về Messi. Trong khi Ronaldo chưa từng được chơi chung kết World Cup, Messi đã ở đó ngẩng cao đầu kiêu hãnh với chiếc cúp vàng. Sự nghiệp Messi đã đủ hoàn mỹ với tất cả những danh hiệu danh giá nhất có thể, từ tập thể đến cá nhân. World Cup chính là viên kim cương cuối cùng đính trên quyền trượng của nhà vô địch. Từ nay, mọi phép so sánh với Messi có lẽ đều là vô nghĩa. Tiền đạo 35 tuổi sẽ không còn phải nhìn bất cứ ai để phấn đấu ngoài chính bản thân anh.